Câu thứ ba là từ tâm bất sát, không ăn thịt chúng sanh chính là không sát sanh. Yêu thương bảo vệ động vật, thực vật và cả khoáng vật nữa, không có thứ nào là chúng ta không thương cả. Mọi người xem đĩa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, có một câu chuyện Ngài kể về một mẫu chuyện của vua Đường Thái Tông, kể thật rất thú vị. Mọi người có thể xem thử, bạn có thể từ trong đó mà lãnh ngộ được cái gì đó. Đường Thái Tông ăn cơm, ai ngờ một hạt cơm bị rơi xuống đất, ông bạn nhặt lên rồi ăn mất. Đến hoàng thượng mà cả một hạt gạo cũng không dám lãng phí. Điều trân trọng như vậy, ông trời biết được chuyện đó. Ngọc Hoàng Đại Đế bạn tặng cho ông thêm 20 năm tuổi thọ. Bạn xem câu chuyện đó chưa hẳn đã là thật, nhưng hàm nghĩa lại rất sâu xa. Nó dạy cho chúng ta phải biết yêu tiếc vật lực. Con người này sẽ được quả báo trường thọ. Bởi vậy không được không trân trọng đối với bất kỳ thứ gì, không được lãng phí. Thế giới hiện thời quá lãng phí thực phẩm rồi. Bạn hãy thử đến những nơi chuyên kinh doanh buôn bán thực phẩm mà xem. Họ tùy tiện lãng phí rất nhiều thực phẩm. Tôi đã sống ở Mỹ rất nhiều năm. Sự lãng phí của người Mỹ có thể nói là đứng đầu thế giới. Họ lấy đồ ăn thì lấy cho một đĩa vung, ăn không tới một nửa thì đã quăng vào thùng rác rồi. Vì sao lại làm như vậy? Vì lòng tham. Kết quả ăn không nổi thì vứt đi, không một chút tiếc rẻ, riết rồi trở thành phong trào. Cái kiểu lãng phí thực phẩm như vậy, họ có thể có được báo ứng tốt sao? Làm gì có chuyện đó được.